16 giờ ngày 25 tháng 11 năm 2021. Tại khu vực thôn Luổng Đơ, xã Cốc San, thành phố Lào Cai. Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ một chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 27C03543 có biểu hiện nghi vấn. Khám xét xe ô tô, lực lượng công an đã thu giữ được khối lượng ma túy lên đến 40 bánh. Đây là hạ màn của một cuộc chiến đấu tranh với một nhóm tội phạm ma túy có tổ chức đã được lực lượng điều tra dày công theo dõi. Năm 2021, cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy trong các chuyên án đã bóc gỡ trước đó. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai đã khoanh vùng được một nhóm đối tượng ở huyện Bảo Yên có tham gia vào hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Từ những thông tin ban đầu còn mờ nhạt, nhiều biện pháp điều tra đã được Công an tỉnh Lào Cai áp dụng nhằm xác định danh tính của những đối tượng này. Trong năm 2021 thì thực hiện cái phương án 2 của Bộ Công an và cái phương án 3631 của Cục C04 về phòng chống tội phạm ma túy trên tuyến Tây Bắc ấy. Phòng PC04 thì đã cử các trinh sát là xuống các địa bàn để điều tra cơ bản và xác minh các đối tượng ấy. Thì phát hiện là trên địa bàn của huyện Bảo Yên của tỉnh Lào Cai này có một số đối tượng là có biểu hiện bất minh về kinh tế. Đối tượng làm bình thường ở nhà làm trồng trọt chăn nuôi thôi, nhưng mà lại có nhà cao cửa rộng mà xe máy đẹp và thường xuyên chơi bời, cũng không có cái biểu hiện gì là làm ăn chí thú mà vẫn có tiền tiêu xài. Tại xã Xuân Hòa và xã Vĩnh Yên thuộc huyện Bảo Yên nổi lên trường hợp hai anh em con chú con bác là Ma Xeo Quáng và Tráng Xeo Sang. Quáng và Sang là những thanh niên còn rất trẻ. Tráng Xeo Sang sinh năm 1996, Ma Xeo Quáng sinh năm 1993. Tuy chỉ ở nhà làm nương rẫy, nhưng hai đối tượng này đang đi học lái xe và chuẩn bị mua xe ô tô. Nguồn tin cũng cho biết hai đối tượng thường ra ngân hàng giao dịch. Tráng Xeo Sang từng có thời gian đi làm thuê ở Trung Quốc, nên có mối quan hệ thân tín với một số đối tượng người Trung Quốc. Đây là những thông tin đáng chú ý mà lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy đặt nghi ngờ. Chúng có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi có xác minh về nhân thân lai lịch và có những cái biểu hiện rõ nét cụ thể, thì lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo đồng chí phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra và báo cáo đồng chí giám đốc công an tỉnh Lào Cai cho xác lập chuyên án 111L. Sau đó, theo sự chỉ đạo của đồng chí giám đốc cũng như đồng chí phó giám đốc thì cho xây dựng một kế hoạch đấu tranh để phá chuyên án, bắt bằng được các đối tượng này. Và cái quan trọng nhất của chuyên án này là phải bắt được cả người mua, cả người vận chuyển và cả người bán. Sau khi chuyên án được xác lập thì lực lượng trinh sát của phòng ma túy đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong đó xuống trực tiếp các địa bàn, thu thập thông tin, tiếp cận nhà cửa đối tượng cũng như các phương tiện và mối quan hệ của chúng. Sau khi xác lập, ban chuyên án đã cử các tổ công tác xuống điều tra về nhân thân lai lịch của hai đối tượng này. Từ đó nắm thông tin và phương thức hoạt động vận chuyển ma túy của chúng. Đồng thời xác định thêm các mắt xích trong đường dây này và lần tìm ra manh mối nguồn hàng mà các đối tượng định mua về. Sau khi áp dụng biện pháp nghiệp vụ, kết quả thu được Sang
và Quáng có một người anh họ ở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Cơ quan điều tra xác định nhiều khả năng đây chính là nguồn cung ma túy cho Sang và Quáng. Xác định về người anh họ này, các trinh sát nắm được hắn tên là Thào A Sì, cư trú tại xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ, một địa bàn phức tạp về ma túy của tỉnh Điện Biên, với 100% người Mông sinh sống. Sì làm nghề lái xe tải chở hàng, phục vụ người dân trong bản. Thu thập thông tin về cái nhân thân đối tượng Sì thì cực kỳ là khó khăn. Để tìm được cái nơi ở của Sì và xây dựng được áp dụng các biện pháp để thu thập thông tin về đối tượng này thì là rất là khó. Đối tượng là cũng thường xuyên giao lưu với các đối tượng ở bên Lào và cũng rất là thủ đoạn và rất là cảnh giác, dùng các lợi ích về kinh tế để phục vụ bà con trong thôn bản để nắm bắt, để làm thu thập thông tin cho bản thân. Ví dụ phát hiện lực lượng biên phòng hay là lực lượng công an mà xuất hiện ở trong địa phương là sẽ báo tin cho Sì. Các trinh sát là áp dụng các biện pháp nghiệp vụ là cũng tiếp cận với cái nhà đối tượng Sì này. Đối tượng Sì này thì anh em là cũng đều bị là lực lượng công an Điện Biên bắt về cái tội mua bán ma túy. Với một nhân thân xấu, cộng với nhiều mối quan hệ phức tạp mờ ám, Thảo A Sì ngay lập tức được đưa vào tầm ngắm của lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy. Như vậy lúc này, để làm rõ hành vi của các đối tượng, ban chuyên án đã đặt ra yêu cầu với các mũi trinh sát là phải bám sát mọi di biến động của cả ba đối tượng Thảo A Sì, Ma Xeo Quáng và Tráng Xeo Sang. Cuối tháng 10 năm 2021, ban chuyên án nắm được thông tin có một đối tượng người Trung Quốc đã đặt hàng với Ma Xeo Quáng và Tráng Xeo Sang mua 40 bánh ma túy. Sang và Quáng đã khẳng định chắc chắn sẽ có hàng và thỏa thuận giá cả cũng như thời gian giao hàng cho bên Trung Quốc. Nhận được mối hàng, Sang và Quáng đã liên lạc với Thào A Sì, thống nhất chuyển ma túy từ Điện Biên về Bảo Yên, Lào Cai. Sau đó các đối tượng sẽ mang hàng và chuyển sang cho đối tượng bên Trung Quốc. Nắm được thông tin này, ban chuyên án xác định thời cơ đã đến. Để có thể cất mẻ lưới này, ban chuyên án đã họp bàn, tính toán, đưa ra các phương án đặc biệt. Cử các mũi trinh sát phải bám sát chặt chẽ mọi động thái của ba đối tượng. Các đối tượng này sau khi nó đặt mua vấn đề mua ma túy xong ấy, Quáng và thằng Sáng, thằng Sang này thì chỉ loanh quanh ở khu vực ở nhà, nó không đi đâu cả, không đi chơi như bình thường. Còn mũi trinh sát đối tượng Sì là trên ở phía Điện Biên ấy, thì phát hiện rằng là Sì là không có ở nhà. Báo cáo về ban chuyên án thì để áp dụng các biện pháp khác để thu thập thông tin thì xác định rằng là đối tượng Sì này đã liên lạc với đối tượng ở bên nước Lào là ra khu vực biên giới của huyện Nậm Pồ ấy là để lấy ma túy. Vài ngày sau ấy thì đối tượng Sì này bắt đầu quay trở lại đã về nhà đi người không biết là đã có ma túy hay chưa, hay cất giấu ma túy hay chưa. Trinh sát địa bàn của đơn vị cũng tiếp tục theo dõi và nắm bắt mối quan hệ của Tráng Xeo Sang ở huyện Bảo Yên, thì phát hiện ra chúng đã thực hiện cái hành vi chuyển tiền qua tài khoản cho chủ ở bên Lào. Sang không trực tiếp chuyển tiền mà nó sử dụng những người quen, những người thân chuyển nhiều lần tiền qua các ngân hàng khác nhau vào tài khoản của một đối tượng ở bên Lào 1,5 tỷ để thực hiện hành vi mua bán trái phép ma túy. Và đối tượng ở bên Lào cũng như ở bên Điện Biên yêu cầu là Tráng Xeo Sang phải thực hiện chuyển 2,5 tỷ thì người Lào, chủ Lào mới xuất hàng ma túy.
Theo thông tin nắm được, Sang và Quáng đã hẹn giao hàng cho đối tượng người Trung Quốc từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 11. Như vậy thì, trong khoảng thời gian này, chắc chắn Xi sẽ phải ra mặt để giao hàng. Nhưng trong khoảng thời gian này, mũi trinh sát theo dõi Xi cho biết, gần một tuần sau khi trở về nhà, Thảo A Xi không có bất kỳ động tĩnh gì ngoài việc dùng xe tải để chở hàng cho người dân trong bản. Thỉnh thoảng, hắn còn lấy xe máy đi ra thành phố Điện Biên Phủ. Đi xe máy từ nhà ra khu vực thành phố Điện Biên. Mục đích là để theo dõi, kiểm tra xem là có lực lượng công an làm việc hay không. Và ban chuyên án nhận định là đối tượng này sẽ nhanh chóng là sẽ phải chuyển ma túy đi, vì đã có ma túy cất giấu trong nhà rồi, sẽ không để lâu. Và đối tượng đi là mục đích là để thăm dò. Người Trung Quốc ấy là tao thống nhất với thằng Quáng và Sang này là sẽ giao hàng từ ngày 10 đến ngày 15. Thế nhưng mà do là thằng Xì này nhận định là cái thời điểm đấy là thời điểm cái chốt ở bên chốt kiểm dịch Covid ở bên Lai Châu ấy vẫn là hoạt động và các cơ quan kiểm soát mạnh, nên đối tượng này không dám đi, nên là tiếp tục ở nhà và hẹn là đến cuối tháng sẽ giao hàng, cuối tháng 11. Thì đối tượng bên ở bên này thì đối tượng Quáng và Sang này thì liên lạc lại với cái đối tượng bên Trung Quốc là kéo dài thời gian là đến cuối tháng 11, và lúc nào chính xác thời gian thì sẽ báo lại sau. Đến ngày 24 tháng 11, sau nhiều ngày theo dõi, các trinh sát phát hiện Xi dùng xe tải ra khỏi nhà đi về hướng thành phố Điện Biên. Ban chuyên án nhận định các đối tượng đang chuẩn bị mua bán ma túy. Xi không đi theo đường thẳng mà rẽ lòng vòng, lúc đi nhanh, lúc đi chậm, dường như để cảnh giác xem có ai theo dõi không. Ban chuyên án nhận định trong xe nhất định sẽ có ma túy, bởi vì loại xe tải Xi đi là xe 2,5 tấn, lớn hơn so với cung đường Sapa. Nếu bắt ở Sapa sẽ nguy hiểm nên đã lên phương án sẽ tổ chức bắt giữ đối tượng ở thành phố Lào Cai. Cùng lúc đó, mũi trinh sát theo dõi Quáng và Sang cũng phát hiện hai đối tượng di chuyển từ nhà lên thị xã Sapa. Chúng đi hai xe khác nhau, vòng đi vòng lại từ hướng huyện Bảo Yên lên Sapa khoảng cách gần 10 km. Tổ chúng tôi được giao nhiệm vụ theo dõi đối tượng từ xã Ôi Hồ, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai về thành phố. Tổ chúng tôi được giao nhiệm vụ có 3 xe máy, được giao nhiệm vụ theo dõi, giám sát chặt chẽ đối tượng từ Ôi Hồ về đến địa bàn Sapa, Lào Cai. Trên đường đi, đối tượng có dừng xe khoảng 2 lần. Một lần ở trên thị xã Sapa và một lần ở Trung Trải. Hai lần đấy là đối tượng đều đứng ở gần bờ vực nguy hiểm, và ban chỉ đạo đã lệnh cho chúng tôi không được, chỉ được theo dõi giám sát và không được bắt đối tượng vì rất gây nguy hiểm cho đối tượng cũng như cán bộ chiến sĩ. Đối tượng là sử dụng một cái xe ô tô tải. Cụ thể xe tải khoảng độ 3 tấn thì vận chuyển, thì lúc đấy tất cả các nguồn tin trinh sát báo về thì chắc chắn là đối tượng đang vận chuyển ma túy sang bên này để tiêu thụ, cụ thể là để thực hiện cái hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Thì khi đi qua thị xã Sapa về, đối tượng cứ xuôi theo cái quốc lộ 4D ấy, đi về đến thôn Luồng Đơ của xã Cốc San thuộc thành phố Lào Cai, thì chỉ huy chuyên án là ra mệnh lệnh là bắt giữ đối tượng.
Bằng chứng quan trọng nhất là cơ quan điều tra đã thu giữ được 40 bánh heroin trong chiếc bao tải được cất giấu trong bình chứa phụ. Vì vậy, bí mật trong chiếc xe hàng của Thao A Xì đã bị bại lộ. Vì một là đối tượng đeo khẩu trang, hai là đối tượng mặc quần áo khác, nên là xe thì biết rồi, nhưng mà đối tượng xuống nhanh quá. Thế khi xuống xe thì phải chờ, chúng tôi cũng phải vào, cũng đóng giả là người đi đường cũng vào rửa xe. Thì khoảng 15 phút sau mới phát hiện ra là đối tượng này vừa đi xuống xe xuống và bảo đối tượng xưng tên gọi cái, thì đối tượng giật mình cái là trinh sát tiếp cận, quật ngã luôn. Lúc đầu khi bị bắt giữ thì đối tượng rất là biểu hiện chạy trốn, nhưng mà không thể chạy trốn được. Đấu tranh nhanh với Thao A Xì, đối tượng thừa nhận hành vi đang vận chuyển 40 bánh heroin sang Lào Cai, bán cho Ma Xeo Quáng và Tráng Xeo Sang. Ma Xeo Quáng và Tráng Xeo Sang lúc này được xác định là đang trú ẩn tại địa bàn xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Bọn chúng đang chờ đợi cuộc gọi từ Thao A Xì để thực hiện một phi vụ làm ăn lớn. Các mũi trinh sát ra soát toàn khu vực nhà nghỉ tại khu vực xã Xuân Quang để truy tìm Sang và Quáng. Tại cái khu vực đó có khoảng 15 nhà nghỉ. Thì ngay trong đêm, mấy hôm đêm hôm trước thì đã tiến hành phối hợp với công an xã để rà soát bí mật để phát hiện xem là hai đối tượng này ở đâu. Thì qua quá trình đóng giả là người thuê xe cũng như là qua giám sát của các nhà nghỉ thì phát hiện ra hai đối tượng này là thuê nhà nghỉ ở tại huyện Bảo Thắng. Nhưng nhiều lúc cũng rất là nản, cứ nghĩ là đến 11 cái nhà nghỉ không có rồi thì lực lượng trinh sát cứ nghĩ rằng là đối tượng này đã vào nhà người quen thân ở nhờ. Nhưng khi đến kiểm tra đến cái nhà thứ 13 thì một manh mối đã có là phát hiện chiếc xe của đối tượng này để trong nhà nghỉ, nhưng xe này lại quay đít lại. Nhưng tra vào sổ đăng ký tạm trú tạm vắng rồi đăng ký lưu trú thì lại không có tí nào. Thì sau đó thì củng cố thêm niềm tin thì đã phối hợp với công an xã thì xác minh rằng là Ma Xeo Quáng này ở cái nhà nghỉ này. Thì sau đó thì trinh sát phát hiện ra là một đối tượng khác là đứng ra để thuê nhà nghỉ này cho Ma Xeo Quáng ở. Nhưng có một điều là hiện tại là Tráng Xeo Sang ở nhà nghỉ nào thì trinh sát cũng không phát hiện. Qua đó thì lại tiếp tục tổ chức cái theo dõi cái thằng Ma Xeo Quáng này. Thì đến tầm chập tối thì phát hiện Ma Xeo Quáng này lấy xe máy đi ăn tối. Các trinh sát tiếp tục theo dõi và phát hiện Quáng và Sang không ở chung nhà nghỉ với nhau. Cũng theo Quáng và Sang rất tinh vi, dùng nhiều chiêu trò thủ đoạn để ẩn danh. Thực tế vào thời điểm này, Xì đã bị lực lượng công an bắt. Cả Quáng và Sang đều không liên lạc được với Xì nên cũng bắt đầu nảy sinh nghi ngờ đề phòng. Tráng Xeo Sang liên tục gọi điện thoại để cho liên lạc với Xì nhưng mà Xì không nghe máy. Thì qua đó thì chúng mới bàn với nhau là tình hình này sẽ là không ổn rồi, nên là tiến hành bỏ trốn và rút về. Thì sau đó hai đối tượng này lập tức đi mỗi người một xe máy và cầm 1 tỷ là đi về phía cách thành phố Lào Cai 60 km về phía khu vực Bảo Thắng và không về nhà, tiếp tục lưu lại ở trong các cái nhà nghỉ. Nhưng mà trong cái lưu manh của nó thì cũng có cái sơ hở để mình phát hiện. Ví dụ như ông ấy đăng ký cái lưu trú được không? Mỗi đối tượng ở mỗi nhà nghỉ khác nhau. Nhưng có cái sơ hở là cái đến giờ ăn
giờ uống rượu thì lại chúng lại tụ tập với nhau. Từ sơ hở của Quáng và Sang, các trinh sát đã bám sát và đồng loạt bắt hai đối tượng ở hai địa chỉ khác nhau. Nó đã gây một cái mệt mỏi trong nhiều ngày cho anh em. Nhưng về đây để đảm bảo pháp lý và làm đúng quy định pháp luật thì anh em lại phải đấu tranh rồi trông giữ đối tượng. Thực ra bắt được đối tượng rồi nhưng đảm bảo an toàn cho đối tượng, có thể không có những hành vi tiêu cực. Để không xảy ra những hành vi tiêu cực là cái điều cũng rất là quan trọng. Cũng phải đấu trí, đấu lý, đấu lực. Đấu trí, đấu lý với nhau rồi, bây giờ là phải đấu lực. Cũng phải rồi thì thông đêm. Khi đấu tranh là phải thông đêm, hoặc là khi trông giữ đối tượng cũng chỉ cần, cũng phải là qua đêm qua ngày. Thế mà chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, có thể có những hành vi tiêu cực của đối tượng thì cái, có thể là cái hậu quả nó cũng khôn lường. Và cái chuyên án thì chắc chắn là cũng sẽ không được toàn mỹ. Như vậy chỉ một tháng sau khi chuyên án được thành lập, nhận thấy thời cơ chín muồi, ban chuyên án đã nhanh chóng phá án, xóa sổ đường dây mua bán ma túy liên tỉnh xuyên biên giới từ Lào sang Điện Biên. Tang vật thu giữ được là 40 bánh heroin là bằng chứng thuyết phục khiến các đối tượng phải cúi đầu nhận tội. Lào Cai mặc dù chỉ là địa bàn trung chuyển ma túy từ các tỉnh Tây Bắc vào sâu nội địa hoặc sang Trung Quốc, nhưng với quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng công an tỉnh Lào Cai đã triệt phá thành công nhiều chuyên án, thu giữ khối lượng ma túy lớn, góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy trên cả nước.